Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim, đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng, tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh tỏa bóng mát tâm hồn. Tiểu nhân trách người, quân tử trách mình. Ở một làng nọ, có hai gia đình sống cạnh nhau nhưng hoàn cảnh lại rất trái ngược. Gia đình ông Vương sống ở phía đông thường xảy ra cãi vã, cuộc sống rất buồn khổ. Còn ở phía tây, gia đình ông Lý thì lại rất đoàn kết và hòa ái, cuộc sống vui vẻ không gì bằng. Một ngày nọ, thôi, tụi bay im lặng hết đi. Xem con cháu nhà ông Lý kìa, ai nấy đều hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau. Còn tụi bay, lúc nào cũng khiến cha mẹ điên đầu hòa giải, thiệt quá lắm rồi. Tôi hỏi khí không phải, gia đình ông làm thế nào mà luôn được vui vẻ, dễ chịu như thế? Bởi vì chúng tôi thường xuyên để xảy ra những việc sai sót. Đều là tại mẹ lau nhà ướt quá đó mà. Đều là lỗi của anh đã không nói với em phòng khách đang được lau, hại em bị té. Không, là lỗi của con, chứ tại con không cẩn thận ạ. Thì ra là thế. Mỗi người nhường nhịn nhau một câu, ai cũng tự nhận lỗi về mình, thì mọi sự đều êm đẹp. Cổ nhân xưa có câu, kẻ tiểu nhân trách người, người quân tử tự trách mình. Đúng vậy, nếu như sau khi tự xem xét lại chính mình, nhận thấy mình có chỗ thiếu sót, cần phải thay đổi, hoàn thiện hơn, thì không chỉ có thể chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, mà ngày càng có được sự tôn trọng từ người khác.